Hello anh em, thì bữa nay mình sẽ đi rước chiếc ad 62 cộng 11 của mình về cho anh em xem. Sau bao ngày anh em có hỏi là chiếc ad ở đâu. Mấy bữa nay mình hơi bận một tí á, là Tú cũng vừa mới đi khai trương tiệm của anh Nông Nghi về rồi qua bữa sau mệt quá, năm ra không có la clip anh em xem được, thì bữa nay quay clip cho anh em xem. Rồi ngày mai mình phải đi lên khai trương tiệm ở Đồng Nai nữa. Đó anh em nào gần tiệm Phạm Long của Đồng Nai thì mình ghé qua mình ủng hộ anh Long, với lại là ghé chơi giao lưu anh em mình uống cà phê chơi. Tại quán anh Long có bán cà phê anh em mình ghé chơi đồ ăn. Rồi thì bữa nay mình sẽ đi du lịch nha. Mình lấy xe về sẵn rồi, mình chở với xe của Tibo về luôn. Xe Tibo qua đây thì rửa nguyên con sạch hết. Xong cái giờ trời mưa. Đó anh em thấy không, trời mưa không có chạy về cái nó dơ xe nữa. Nên đâm ra là mình quyết định mình lấy xe du lịch, mình giao xe tặng nhà cho Tibo luôn. Ok không nè, xe này cũng dữ lắm nha. À, xe chế nút để dưới đây nè. Tái là lớn, đề nó ngon. Đó, Buda móc lại, cụ đề CTR. À, 53 dinh chích. Xe này chuyên tour Vũng Tàu luôn á. Hơi vừa tí. Xe này nó chạy nước anh em, phải châm nước máy vô. Xe người ta chạy xăng pha nhớt đúng không? Xe mình chạy xăng pha nước. Đó. Trời lạnh này chắc nó không hao nước nhiều đâu. Bên trong. Không cần thắng ta hả? Đi anh em ơi. Bye. Không đi hả? Không, phải ở nhà coi phụ xe với khách. Nhà mình kèm mình sẽ lột xét trước mắt. Ok, để gì thấy thành quả nha. Đổ chiếc mắt lên 62. Qua rước cục vàng về mới được. Qua rước cục vàng về. Chiếc này của anh đó hả? Ừ. Nó đại dưới tội bán dưới hả? Mà anh thấy không sao mà cái đít này nó nặng nè. Sườn riêng mình làm không được ha. Được chứ. Bữa anh nói làm xuống lục bánh hay gì mà. Đó cái đó cũng thấy nó hảo một xíu lắm. Ờ. Đúng cái là động liền phải đi vô nhỏ. Đấy nhìn bán ghê rồi. Nguyên cái sườn nhôm anh Thắng chuẩn bị ráp. Đợi nào ráp xong qua quay cho anh em xem hoàn chỉnh. Xe một lò là có cổ vậy thôi à. Đó, xe một lò ra là một cái cổ một vậy đó. Ồ, chiếc này có ai đó hả? Chiếc cũng mập á. Xe lại luôn. Ờ. Bén dưới người ta. Đổ mâm luôn á anh. Ờ. Cặp mâm này mới ra nè anh em. Mâm này là mâm Eken của anh ta. Ồ, X-Boner sáng. Nó có thẳng nè, nó có thẳng như K7 nè. Nó xéo xéo vậy nè. Mâm này mới ra. Bên Tú có nhưng mà đồ. Cái lọ này nó kiểu như nó xin xi nhiều quá. Nó viết lộn là hai cái xin xi nhiều. Các anh em thấy cái đường khắc của nó không? Anh em thấy mấy đường khắc đúng không? Nhiều hơn cái mâm đặt trước. Chứ lại cái mẫu này nó đẹp nữa. Đó. Con này thì sơn mà xanh cánh tì. Chưa tem, quá đẹp. Có lên tem không anh? Có. Ui, chuyện tới tiền luôn. Này nước em này gì hả? Em có chiếc này. Trời ơi, mũi. Ôi. Thiệt là máy trưởng các bạn ạ. Hai cái ớt của nó là bạn. Hai cái ớt nó không dạ đó. Giờ là cái này ớt là một. Rồi ớt rồi mẹ luôn. Cái thao này bộn tiền. Lột quốc. Như đây về mình xào xá ớt. À, nói hai cái này không mà thấy tới tiền rồi. Con ốc này thấy là tới tiền nè. Cái cục này thấy là tới tiền nè. Đó. Cả một ước mơ. 62 dinh viên. Mình đi làm lại.
trong đây chỉ có cái chiếc kẹt của em là cái thớt nó dữ nhất mà là nó chạy dở nhất luôn. Mình chưa làm mà. Xe cộ cứ hành hạ quá. Rồi giờ thì chắc là phải về rồi anh em ơi. Để bữa nào câu dây điện mà Dino lại bỏ xe mình lên chạy thử coi nó được chạy được bao nhiêu nha. Tại vì xe này nó không có đồng hồ á, bỏ anh bạn Dino mình sẽ biết được cái tốc độ của nó bao nhiêu. Ok anh em ơi, cục cưng về đến nhà rồi nha. Đó, mình rước tướng một chiếc về. Lấy cái đầu đó đi, lấy cái đầu đó đi. Rồi, để xuống, lên xuống. Đó. Ok. Quên về 62 cộng 11. Đó, 62 cộng 11. Thớt 36 ly. Giác ra. Thầy còn mấy chiếc này sướng hơn ngồi mấy chiếc rắc. Thề anh em luôn. Tú mà ngồi lên chiếc rắc nhìn gì kỳ lắm. Ngồi mấy chiếc này nó mới ok nè. Ôi côn nặng dữ rồi. Mới làm nồi lại. Nè. Mấy chiếc này vừa tầm chân mình luôn nè. Đó mình để hai chân vậy nè. Để tới bữa nào nắng đẹp á, xách là chạy cho anh em xem. Bữa nào ra cái đường 201 của mình ngoài kia bắn. Rồi. Giờ thì chắc là Tú sẽ kết thúc cái clip này tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả anh em dành thời gian quý báu xem clip này nha. Anh em thích video này cho Tú xin một like, một đăng ký kênh. Chia sẻ video ủng hộ Tú nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nha.